Rồi, em Phú Tâm Đức xin chào tất cả anh chị nha. Xin chào tất cả các cô chú nha. Hôm nay em Phú sẽ giới thiệu cho tất cả các cô chú, các anh chị một cái dòng của Sava mà phân khúc nó cũng vừa vừa miếng thôi anh chị nhé, khoảng tầm từ 15, hơn 15 triệu một chút xíu. Thì ở đây em có trưng bày lên 3 mẫu xe. Hai cái mẫu xe đó là phiên bản Sava EX7 phiên bản R7000 và Sava EX7 phiên bản Tiara. Thì con này phiên bản R7000 thì chỉ có giá là 15.590.000 đồng. Đấy, tại vì sao em phải cầm hai cái này này mới biết được. 15.590.000 đồng cho phiên bản EX7 phiên bản R7000 hai món, và phiên bản EX7 phiên bản R4007 tức là Tiara 15.290.000. Thì phiên bản này là 3 món của Tiara. Đấy, thì đây là hai cái mẫu xe trong 3 chiếc xe này rất là vừa miếng cho anh chị nào. Thì đương nhiên cái phân khúc này thì nó là sẽ là khung nhôm rồi các anh chị, các cô chú nhé. Và ngoài khung nhôm thì chúng ta được trang bị một cái dạng cái phuộc carbon. Phuộc carbon thì giúp làm giảm cái trọng lượng của xe. Phần khung xe thì Sava họ làm cái khung rất đẹp anh chị. Khung này giống kiểu mấy dòng xe Velo hay là mấy cái con mà chuyên đua anh chị. Thì cái phần thanh này nó dài ra và cái phần bố tàng nó ngắn lại đấy. Và cái yên này cao lên thì khi nào mà anh chị chạy xe đua nhiều á, chúng ta sẽ cảm nhận được là gì ạ? Ở đây là một chiếc xe rất là đúng form dáng của cái dòng xe đua chuẩn luôn. Đấy. Phía sau tất cả các cái mẫu xe của Sava EX7 này thì được nhà sản xuất trang bị cho một cái đèn phía sau nó chớp nháy anh chị nha. Phần yên của cái chiếc xe này á thì tất cả cái dòng Sava EX7 này là đều được làm cái yên mà có cái phần lỗ thoáng khí giúp cho các anh chị, các cô chú mình khi mà chạy đó, đúng không ạ, thì có cái cảm giác là thoải mái hơn so với cái phần yên mà không có cái lỗ anh chị nha. Rồi, đó là cái phần yên, và yên này yên da thì mềm. Cơ bản thì thực ra là nếu mà dòng xe đua thì họ cũng không làm mềm như những cái dòng xe khác đâu. Nó vừa mềm mà nó vừa cứng. Nói chung là nó pha giữa hai cái dòng đấy các anh chị. Có một điều đặc biệt đó là phiên bản R7000 của chiếc Sava EX7 này, hai con đầu tiên này anh chị cô chú này, thì họ làm cái tay lắc này là tay lắc dầu luôn. Đấy, tay lắc dầu mà là 12 speed. Thì có một cái đặc điểm mà mình phải lưu ý với anh chị rằng là anh chị nên chọn những cái đơn vị nào lớn lớn một tí để khi mà cần thay đồ đoàn á, thì có liền cho mình. Chứ còn cái những đơn vị nhỏ thì họ kiếm không ra đâu. Tại vì những cái đồ trên chiếc xe này thì họ làm line khá là nhiều. Ví dụ như R7000 hay Tiara thì họ chỉ làm 2-3 món thôi. Những cái tay lắc dầu mà kiểu 12HDR này rất là khó kiếm anh chị ạ, rất là khó kiếm luôn. Cho nên là chọn những cái đơn vị nào lớn lớn một tí. Rồi quay lại chiếc xe thì hồi nãy em nói là cái bộ truyền động của chiếc xe này thì hai chiếc đầu này đúng không ạ, là được trang bị cái 105 R7000 nhưng mà có hai món thôi. Còn chiếc này thì là Tiara 4007 thì được 3 món, bao gồm là tay lắc ạ. Đấy, gạt dĩa và gạt lip ạ. Thì giá là 15.290.000. Còn kia con này thì 15.590.000. Thì cái phiên bản 15.590.000 này á, em lưu ý với anh chị cái là phần tay lắc này, tay lắc 12 của cái thằng Hyrolic. Nói chung là nó cũng khá là lạ trên thị trường. Và nó là xài phanh dầu nha, có nghe tên là có một cái bình dầu luôn chứ không phải là tay lắc cơ đâu nha. Cho nên là em mới lưu ý với anh chị rằng là chúng ta kiếm một cái đơn vị nào lớn lớn một tí để chúng ta mua khi mà cần đổ chúng ta sẽ rất là dễ thay, đúng không? Trong quá trình mà mình chạy mà chẳng hạn như nó xảy ra cái gì té ngã chẳng hạn, hoặc là ấy gì đó mà cần thay đổi đúng không? Thì cái phiên bản R7000 này anh chị nè, thì có một cái điểm đặc biệt là cái cối của nó xài rất là ngon. Đấy, cái cối của nó là rất là trớn luôn này, đó, cực kỳ trớn anh chị ạ. Rồi, đó, cực kỳ trớn đúng không ạ, rất là trớn luôn. Ở đây thì có một cái miếng băng keo ha, rất là trớn luôn. Phía sau nó là 12 speed anh chị nha, em đếm cho anh chị xem nè. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 11, 12 này. Thì cái củ đề của Shimano 105 R7000 này nó vẫn chạy được 12 speed anh chị ạ. Lâu giờ thì em cũng nghĩ là nó chỉ chạy được 11 speed thôi, nhưng mà dòng này nó chạy được 12 speed. Còn cái kiểu dáng của nó thì phần ghế đông này, tất cả 3 chiếc xe này, dòng EX7 Pro, EX7 này, Sava EX7 này đều được trang bị cái phần ghi đông dấu dây hết. Nói chung là xe đạp hiện tại bây giờ họ cũng cập nhật cái thời thượng rất là nhanh. Mọi thứ gì mà tinh giản được là họ sẽ tinh giản hết đấy các cô chú, các anh chị. Và mọi thứ gì mà nâng cấp được mà tạo cho người dùng được một cái gọi là cái lợi ích gì đấy thì họ cũng sẽ là cải thiện nhanh để họ
cạnh tranh trên thị trường, tại vì thị trường bây giờ cạnh tranh rất là khốc liệt luôn. Đấy. Phần khung này anh chị thì phải dành cái lời khen về cái phần sơn. Anh chị nếu mà anh chị cô chú mà nếu mà tới đây nó trực tiếp đúng không ạ? Chúng ta rờ thử cái phần sơn này, đặc biệt là những cái chiếc mà màu trắng như thế này thì chúng ta sẽ thấy cái kim tuyến này, chiếc màu đen này chúng ta thấy rất là chắc luôn, sơn này là sơn tĩnh điện ba lớp anh chị ạ. Đấy. Rồi về cơ bản là chiếc xe em giới thiệu cho các cô chú các anh chị tham khảo như thế. Vành là vành nhôm nha, vành nhôm nha và trớn nha, cực kỳ trớn nha. Nhưng mà em lưu ý một chút xíu là cái phần vành nhôm của con phiên bản Tiara 4007 này em, thì cái tiếng cố nó không bằng phiên bản R7000 này đâu. Nó chỉ có chênh lệch nhau có mấy trăm ngàn thôi, nhưng mà nó cũng khác nhau khá khá các anh chị ạ. Phiên bản R7000, phiên bản Tiara này cái cối nó không to bằng cái cối của phiên bản R7000 này. Giò rĩa của ba chiếc xe này đều là giò rĩa trục rỗng và nó cũng hao hao giống nhau. Đấy, bên kia là của PRD, còn này là của Browell. Thì em thấy cái thương hiệu Browell thì nó kiểu nó thông dụng hơn, nó lớn hơn anh chị. Đấy, về tất cả mọi thứ thì phiên bản R7000 là 15.590.000 đồng, phiên bản 4007 là 15.290.000 đồng. Đấy, mọi thứ nó cũng rất là rẻ, rất là dễ mua dễ bán đúng không ạ? Dễ chơi, dễ xài, dễ sử dụng. Có cái câu của anh gì anh Sơn anh hay nói là dễ mua, dễ xài, dễ sử dụng. Rồi. Tiara thì là 2 nhân với là 10 nhá. 2 đĩa phía trước và 10 phía sau. Còn cái phiên bản mà R7000 này á thì là 2 nhân với 12 nha. 2 x 12 nha. Là 24 lận. Nó cũng chênh lệch nhau khá là nhiều. Size thì có size S. Cô chú các anh chị nha, có size S. Cô chú anh chị mà quan tâm thì tới đây ủng hộ xe đạp Tâm Đức nha. Có thể tới trực tiếp xem, hoặc là có thể nếu mà quen rồi, yên tâm rồi thì cứ đặt cọc. Ở bên xe đạp Tâm Đức sẽ gửi hàng cho mình thôi ạ. Mua xe đạp ở đâu cũng được, nhưng mà mua xe đạp ở Tâm Đức là yên tâm nhất. Rồi, cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị đã dành thời gian theo dõi video này. Hẹn gặp lại các cô chú, các anh chị ở những cái video phía sau nha. Xin chào ạ.